xin đừng ăn trứng gà nữa. Bảo bối của mẹ, con ăn trứng gà đi. Con không muốn ăn trứng gà. Con ngoan, trứng gà có rất nhiều chất dinh dưỡng. Mỗi buổi sáng con phải ăn một quả trứng thì mới khỏe mạnh và mau lớn được. Có thật không mẹ? Đương nhiên rồi, mỗi sáng ăn một quả trứng và uống một ly sữa mới bổ sung dinh dưỡng. Con à, con hãy ăn đi. Hình ảnh này tin rằng mọi người đều đã quá quen thuộc. Chúng ta mỗi sáng hầu như đều ăn một quả trứng gà. Nhưng ăn trứng gà có thực sự tốt hay không? Ông Lu nuôi gà lấy trứng đã mười mấy năm, thế nhưng lại bảo cả nhà ông chớ nên ăn trứng gà. Việc này là như thế nào? Anh Lu à, anh lợi hại thật đó. Bây giờ quy mô chăn nuôi gà của anh càng ngày càng mở rộng. Được rồi, đi, chúng ta cùng vào ăn sáng nào. Anh về rồi, mau đến ăn sáng đi. Em chuẩn bị xong hết rồi. Chị à, làm phiền chị quá. Chà, anh Lưu, anh mở trại nuôi gà, sao bữa ăn sáng ngay cả một quả trứng cũng không có vậy? Cả nhà tôi đều không ăn trứng gà nữa. Sao thế? Trước kia mọi người chẳng phải cũng ăn trứng sao? Đúng vậy, trước kia lúc chúng tôi còn nuôi gà thả giường thì chúng rất thông minh và khỏe mạnh. Khi đó cả nhà tôi đều ăn trứng gà và thịt gà. Nhưng bây giờ không giống lúc trước nữa. Sao bây giờ lại không giống như trước nữa? Bây giờ gà con sau khi vào trại sẽ bị tiêm thuốc và cắt mỏ. Tiêm thuốc có thể khiến chúng ít bệnh và mau lớn hơn gà nhà. Cắt mỏ có thể tiết kiệm lượng thức ăn tiêu hao. Nhưng nếu làm không khéo có thể khiến chúng chết vì mất máu hoặc sau này bị tàn tật. Ai da, tiếc quá, lại chết mất một đám gà con nữa rồi. Số gà chết này và những con gà trống con mới nở ra, vì không có giá trị nên đều bị bỏ vào các túi vải để chúng chèn ép lẫn nhau, đến khi ngạt thở mà chết. Sau đó số gà này được xay ra thành thịt nhuyễn, thành ra gà lại ăn gà. Đợi những con gà lớn lên, có thể vào chuồng được rồi, thì một căn phòng có thể chứa được khoảng 600 con. Từ đây chúng chỉ có thể ở trong những cái lồng giam này suốt đời. Không gian sống của gà mẹ so với gà con còn chật hẹp hơn. Ngay cả dương hết hai cánh ra cũng không được. Gà mẹ cũng chẳng bận tâm, chỉ việc ăn ngủ đến dại ra. Hai chân chỉ có thể đứng trên thanh sắt của cái lồng. Bởi vì không có bề mặt vững chắc để chống đỡ sức nặng của cơ thể, nên chân của mỗi con gà càng lúc càng to phù lên. Thậm chí có con chân còn bị kẹt chặt vào các thanh sắt. Thêm nữa, tầng đáy lồng được thiết kế theo độ dốc để gà sau khi đẻ trứng thì trứng có thể tự lăn về phía trước, thuận tiện cho việc thu gom trứng. Trời ơi, sao có thể làm như vậy được chứ? Càng đáng sợ hơn, vì muốn cho những con gà này nhanh chóng đẻ thêm nhiều trứng. Mỗi ngày, chúng đều ăn thực phẩm có chất kích thích tăng trưởng và kích thích đẻ trứng. Hơn nữa, để ngăn ngừa dịch bệnh còn phải định kỳ tiêm một lượng lớn thuốc kháng sinh và các loại thuốc có hại đối với cơ thể con người. Chất kích thích và những loại thuốc đó đều tồn đọng trong trứng gà. Hả? Nếu tiếp tục ăn trứng gà như vậy, chắc chắn không tốt cho cơ thể chút nào. Sau này tôi không dám ăn trứng gà nữa đâu. Khi sản lượng trứng của những con gà giảm xuống, chúng sẽ bị giết chết. Để tiết kiệm chi phí, hai ngày trước khi bị giết mổ, chúng không được ăn uống. Ý, sao các anh lại không cho chúng ăn? Sản lượng trứng của đợt gà này đã quá thấp rồi, cho nên phải giết chết hết. Giờ mà cho chúng ăn nữa thì quá lãng phí rồi. Ông Lưu chỉ biết trứng gà có hại cho cơ thể, nên cả nhà ông từ đó về sau ông mới không ăn trứng. Nhưng cả nhà ông theo nghề nuôi gà, chẳng những giết rất nhiều gà đẻ trứng mà còn làm phương hại đến rất nhiều người. Sau này ông Lưu phát bệnh, thân thể vô cùng đau đớn không kể xiết. Ây da, ây da, đau chết mất. Chồng à, anh thấy trong người sao rồi? Anh thấy đau quá, đau không chịu nổi. Trời ơi, sao lại thành ra thế này? Mấy ngày nay thân anh cứ đau như vậy suốt. Mẹ ơi, ba bị sao vậy? À, con gái, con về rồi. Ba con mấy bữa nay thân thể đau đớn vô cùng, cũng không biết là bị làm sao nữa.
Mẹ à, con cảm thấy ba bị thống khổ như vậy là bởi nghiệp chiêu cảm cho nhiều năm sát sanh hại người kéo đến đó. Không lẽ điều này là thật sao? Và chúng ta tuy không ăn trứng gà và thịt gà, nhưng ta lại đem chúng bán cho người khác. Hành vi này đã hại biết bao nhiêu người. Có lẽ con nói đúng. Hơn nữa, chúng ta dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy để nuôi gà, khiến cho những con gà này phải chịu đựng những ngày sống không bằng chết. Điều này thật quá mức tội lỗi rồi. Ông Lưu và vợ sau khi nghe con gái khuyên, họ liền đóng cửa trại nuôi gà, đồng thời còn bắt đầu ăn chay, phóng sanh, niệm Phật. Từ lúc đóng cửa trại gà, thân thể của ông Lưu cũng dần trở nên tốt hơn. Chồng à, mấy ngày nay anh cảm thấy trong người ra sao? Còn đau nữa không? Gần đây đã đỡ hơn nhiều rồi. Xem ra thân anh bị đau đớn đều là quả báo cả. Đúng đó ba, chúng ta nên đem sự nguy hại của việc ăn trứng gà nói cho mọi người biết, để mọi người không ăn trứng gà nữa. Đây cũng là một cách tích đức rồi đó.